Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 16 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Các địa phương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Bắc Bình triệu đề tăng tốc cán đích nông thôn mới năm 2014. Trường Trung học cơ sở Lã Công lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, một số địa phương trong tỉnh đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đồng thời biểu dương những kết quả thực hiện của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo thị xã Phú Yên đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn Tân Tiến, xã Nam Viêm. Thôn Tân Tiến, xã Nam Viêm là thôn thuần nông, đời sống của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn. 70% nhân dân trong thôn làm nông nghiệp, còn lại là các ngành nghề, dịch vụ khác. Trong năm 2014, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, ban công tác mặt trận thôn đã phối hợp vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn sự đoàn kết trong nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ban công tác mặt trận thôn đã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động như người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, ngày vì người nghèo. Tổng số các quỹ của thôn vận động được năm 2014 đạt gần 4 triệu đồng. Ban công tác mặt trận thôn cũng đã vận động nhân dân ủng hộ được trên 15 triệu đồng mua sắm bàn ghế, trang thiết bị nhà văn hóa, trên 13 triệu xây dựng nhà mẫu giáo, vận động được 119 hộ đóng góp xây dựng nghĩa trang khang trang sạch đẹp. Năm dòng họ trong thôn đều có quỹ khuyến học khen thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, học sinh đỗ đại học. Năm 2014, thôn có 112 trên 125 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Các chi hội thành viên hoạt động tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao 5 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tại thôn Đôn Mục, xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, ngày hội đại đoàn kết dân tộc là dịp để bà con nhân dân trong thôn cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đồng thời thông qua kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2014. Phát huy ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, vượt khó đi lên, xây dựng đời sống kinh tế ngày càng phát triển, số hộ nghèo trong thôn giảm, số hộ khá và giàu tăng lên. Đời sống văn hóa kinh tế luôn được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nhân dân thôn Đôn Mục đã đoàn kết, góp sức, góp tiền vào xây dựng đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường. Nhiều hộ gia đình đã hiến đất, hiến công, thực hiện xây dựng nông thôn mới. Qua bình xét, toàn thôn có 168 hộ đạt gia đình văn hóa bằng 72%, 80% tổ liên gia tự quản đạt chuẩn văn hóa. Những năm qua, nhân dân tổ dân phố Nguôi, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống vật chất tinh thần, nếp sống văn minh, đô thị của nhân dân khu phố được nâng lên. Hiện nay, tổ dân phố Nguôi có 68% hộ khá giàu, 282 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa cấp thành phố. 100% các tuyến đường được bê tông hóa, tỷ lệ sử dụng nước sạch trong khu phố đạt 100%. Nhân dân luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ theo chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 11 và chỉ thị số 03 của tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, các cuộc vận động ủng hộ đều được nhân dân trong tổ dân phố tích cực tham gia. Đó chính là những kết quả được báo cáo tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố Nguôi, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Chương trình tiếp tục với những tin tức khác. Sáng ngày 14 tháng 11, Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức trao đổi mạn đàm về truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại buổi mạn đàm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã khái quát về truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những thành tựu, kinh nghiệm của Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Công tác quản lý, sắp xếp, huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự thành phố đối với dự bị động viên và dân quân tự vệ. Qua trao đổi tại buổi mạn đàm, khoa lịch sử Đảng bộ Học viện Chính trị được hiểu thêm về truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên cùng với những thành tựu, kinh nghiệm trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng bộ và nhân dân thành phố về phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, khoa lịch sử Đảng bộ Học viện Chính trị đã tặng quà lưu niệm cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thành Đạt tổ chức hội thảo chuyên đề xử lý chất thải trong chăn nuôi. Tham gia hội thảo, các đại biểu được tìm hiểu về một số sản phẩm xử lý chất thải trong chăn nuôi, một số công nghệ về biogas, được giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề môi trường trong chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi. Bà con nhân dân cũng nêu lên những tình huống liên quan đến chăn nuôi để công ty giải đáp. Qua đây, góp phần đảm bảo môi trường chăn nuôi, thúc đẩy chăn nuôi phát triển trên cơ sở an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2014. Đây cũng là thời gian nước rút cho các xã điểm trên địa bàn tỉnh tập trung cán đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2014, trong đó có 2 xã Bắc Bình và Triệu Đề của huyện Lập Thạch. Đến nay, xã Bắc Bình đã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa hoàn thành là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và chợ. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, những khó khăn lớn nhất là giải phóng mặt bằng, dân cư sống không tập trung nên hệ thống đường giao thông khá lớn đã được khắc phục. Cấp ủy Đảng, chính quyền cùng toàn thể nhân dân trong xã đang tập trung cho việc thực hiện các tiêu chí còn lại. Cùng với Bắc Bình, hiện nay Đảng ủy, chính quyền xã Triệu Đề cũng đang tập trung mọi nguồn lực để cán đích nông thôn mới. Tính đến hết tháng 10 năm 2014, xã đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí. Còn 3 tiêu chí là tiêu chí văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa và thủy lợi là đang tiếp tục triển khai thực hiện. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, vốn, quá trình thực hiện thủ tục phê duyệt mở rộng diện tích nhà văn hóa thôn, nhưng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã vẫn đang tập trung đẩy mạnh việc phối hợp với nhà thầu để nhanh tiến độ thi công các công trình. Để bảo vệ những tiêu chí đã đạt được, Đảng ủy, chính quyền của 2 xã cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng hàng rào cây xanh, nghĩa trang nhân dân, trang trí khánh tiết nhà văn hóa thôn xanh sạch đẹp, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Để đẩy nhanh tiến độ giúp 2 xã sớm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đăng ký, Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch cũng đã đánh giá, đưa ra những khó khăn trong quá trình thực hiện, chỉ đạo các xã tập trung tháo gỡ như về mặt bằng, huy động ban giải phóng mặt bằng của huyện, tập trung cùng với xã tập trung giải quyết dứt điểm. Đối với nguồn vốn, huyện cũng đã phân công các thành viên trong ban chỉ đạo chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để tham mưu, tập trung các biện pháp tạo nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới. Các ban ngành đoàn thể cùng với Đảng ủy, chính quyền xã thường xuyên tuyên truyền đến nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2014 thì ban chỉ đạo huyện Lập Thạch đăng ký và chỉ đạo 2 xã là xã Triều Đề và xã Bắc Bình phấn đấu về đích 19 tiêu chí năm 2014. Trong thời gian vừa qua thì ban chỉ đạo huyện đã tập trung các biện pháp chỉ đạo rất là quyết liệt đối với 2 xã này. Trong đó chúng tôi tập trung vào các tháo gỡ khó khăn như về mặt bằng, về vốn, về phương thức chỉ đạo sản xuất. Và đồng thời 2 xã thì cũng tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc vận động tuyên truyền cho nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, 2 xã đã hoàn thành 80% khối lượng công việc. Tin tưởng rằng xã Bắc Bình và Triệu Đề sẽ đạt được 19 tiêu chí theo đúng lịch đã đăng ký. Cùng với các trường học trong toàn huyện, thầy và trò trường Trung học cơ sở Lãng Công, huyện Sông Lô đang ra sức thi đua dạy tốt học tốt, lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đứng trong top đầu của ngành giáo dục huyện Sông Lô năm học 2013-2014, trường Trung học cơ sở Lãng Công có 154 giải học sinh giỏi các cấp, trong đó có 3 giải cấp quốc gia về văn hóa, 22 giải cấp tỉnh. Năm học 2014-2015, nhà trường có 29 cán bộ giáo viên và 358 học sinh. Ngay từ đầu năm học, công đoàn nhà trường phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh ở tất cả các khối lớp. Tập trung vào các nội dung chính như thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động.
ban giám hiệu cùng với ban chấp hành công đoàn nhà trường đã tiến hành phát động cái đợt thi đua chào mừng lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Đợt thi đua thì diễn ra trong vòng 1 tháng, thì tổ chức thi đua học tập tốt, đi học đúng giờ, không vi phạm các cái nội quy quy định của nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trang trí lớp học thì có khăn trải bàn, lọ hoa để tu sửa bồn hoa cây cảnh, hưởng ứng tốt cái phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đăng ký cái giờ dạy tốt, giờ học tốt. Các thầy cô giáo trong trường luôn tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, từ đó giúp học sinh tiếp thu bài giảng tốt hơn, đồng thời tạo môi trường thân thiện khi các em đến trường. Riêng trong tháng 10, tháng 11, giáo viên đăng ký nhiều giờ dạy tốt hơn. Học sinh tích cực thi đua, giờ học tốt, tuần học tốt. Thiết thực lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Không chỉ lập thành tích chào mừng ngày 20 tháng 11, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2014-2015, trường trung học cơ sở Lãng Công phấn đấu giữ vững danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc nhiều năm liền. Tăng số lượng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng đại trà, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện Sông Lô. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta.